Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Mình đang bị vướng vào một cái kỳ thi khá là quan trọng trong cuộc đời học sinh là kỳ thi học kỳ. Mình đã cảm thấy rất là áp lực trong khoảng thời gian này vì vừa là một con ngoan trò giỏi của nhà trường, vừa là một người nghệ sĩ sẽ cháy trên sân khấu với âm nhạc của mình. Mẹ mình đã bắt xe 4:30 sáng cùng với mình đi từ Hải Phòng lên Hà Nội xếp hàng ngay ở những top đầu để lấy số casting luôn. Trước khi mình vào phòng casting thì mẹ mình bảo là ok, chiếu với mình đi con. Hi, tớ tên là Hoàng Thị Quỳnh Anh, rap name của tớ là Cadmium và tớ đến từ Hải Phòng. Shout out to Hải Phòng City Girl. Về ý nghĩa rap name của mình thì đó là một chất trong bảng tuần hoàn hóa học. Mình đã rất yêu thích cái name này và mình quyết định chọn nó vì nghe nó rất là ngầu. Mình không giỏi hóa, nhưng mà trong cái thời điểm đấy thì mình không có một cái cảm hứng gì để mình viết nên cái name của mình, nên mình quyết định học từ anh chị nghệ sĩ khác. Mình lấy cảm hứng từ chị CC. Gia đình của mình thì không một ai làm nghệ thuật cả. Mẹ mình làm kế toán, bố mình làm kiểm toán, nhưng mình lại không giỏi toán. Mình giỏi nhất là môn khoa học xã hội. Đó cũng là một cơ may để mình tiếp cận với việc viết lách, cụ thể là viết rap. Gần 2 năm chơi rap của mình thì mình chưa dám viết nên một bài rap nào về lịch sử, về cái môn chuyên của mình. Có lẽ là mình sẽ làm điều đó trong một tương lai gần. Với một trang phục mà nhìn rất là Việt Nam như thế này thì mình mang tới một hình ảnh của một cô gái Việt Nam rất là dịu dàng nhưng khí chất lại rất cao sang và có những cái cá tính cho riêng mình. Mình tin rằng với hình ảnh này mọi người sẽ thấy được một con người, một bản thể hoàn toàn mới của mình trong âm nhạc. Việc một người con gái chơi rap nó đã là một sự khác biệt và nó cũng sẽ là cái cản trở rất lớn giữa mình và bố mẹ. Nhưng khi mà mình tiếp cận với rap thì mình đã chứng minh cho bố mẹ mình thấy rằng con gái có thể chơi rap và rap không phân biệt giới tính nào cả. Khi Rap Việt mùa 3 đã chính thức phát sóng thì mình rất là háo hức là muốn được thử sức mình tại đấu trường. Và mình cũng rất là lo lắng về việc mình có thể xin được mẹ đi casting trong một độ tuổi có thể được gọi là khá là nhỏ. Nhưng mà mẹ mình đã ok với việc đó, rất là ủng hộ mình. Cụ thể là mẹ mình đã bắt xe 4:30 sáng cùng với mình đi từ Hải Phòng lên Hà Nội xếp hàng ngay ở những top đầu để lấy số casting luôn. Trước khi mình vào phòng casting thì mẹ mình cũng không đặt nặng quá cái việc là mình phải đỗ. Mẹ mình chỉ bảo là ok, chiến với mình đi con. Khi mình nhận được kết quả, mình được đi tiếp với Rap Việt, cảm xúc của mình là rất là vui. Và mình cũng có những cái quan ngại về việc là mình sẽ phải thuyết phục sao cho bố mẹ tin tưởng, có một cái nhìn tích cực hơn về rap. Mình đã từng bị phản đối về việc là mình tới vòng 1 này, nhưng mà bằng cái sự gọi là quyết tâm vươn tới ước mơ, cố gắng thuyết phục mẹ lần cuối và mình đang ở đây. Khi mà mình chuẩn bị cho cái vòng thi này của Rap Việt thì mình đang bị vướng vào một cái kỳ thi khá là quan trọng trong cuộc đời học sinh là kỳ thi học kỳ, cụ thể kỳ thi của học kỳ 2. Mình đã cảm thấy rất là áp lực trong khoảng thời gian này vì đã gánh vác hai cái công việc. Thứ nhất là mình phải làm tốt cái bài thi học kỳ này để có được một kết quả cuối năm tốt nhất. Cái áp lực thứ hai là mình phải làm sao cho cái bài thi vòng này của mình chạm được đến thị hiếu nghe nhạc của khán giả. Vừa là một con ngoan trò giỏi của nhà trường, vừa là một người nghệ sĩ sẽ cháy trên sân khấu với âm nhạc của mình. Mình là một người khá là yêu thích âm nhạc. Cơ may mình đến với rap là sau khi mình casting câu lạc bộ của trường, mình tính thi vocal. Khi mà mình thi vocal xong thì cái chị trong ban tổ chức đấy, chị bảo là tại sao không thử rap. Và từ cái khoảnh khắc quyết định đấy, mình đã đặt bút và viết những câu từ đầu tiên. Và mình cảm thấy mình rất là yêu rap. Rap là một cái cách để mình thể hiện được cái con người của mình, thể hiện được cái tâm tư, những cái câu chuyện của mình ở trong đấy. Ở ngoài đời thì mình không phải là cô gái thì nghĩ đến à. Mình là một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, có khi là hơi đàn ông. Nhưng mà khi mà mình đến đây thì mình sẽ phải dung hòa được những cái cá tính cộng với những cái sự thủy mị nết na của người con gái Việt Nam, mang tới cái hình ảnh mới lạ tại Rap Việt năm nay. Xin được cảm ơn những người khán giả đã ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên mình bước vào con đường này. Thank you. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel HTV2.